Xin chào, các bạn có khỏe không? Các bạn đang chờ tôi phải không? Thật ra chúng tôi cũng đang mong gặp lại các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với những động tác cơ bản. Trước hết, hãy ngồi thoải mái ở tư thế xếp bằng như thế này. Các bạn có thể đặt một cái khăn dưới mông, hoặc một tấm chăn, hoặc một cái gối cứng, miễn là bạn cảm thấy thoải mái. Nào, ngồi thẳng lưng nào, chúng ta bắt đầu. Hai tay đặt trên đầu gối, thả lỏng hai vai, ngồi thẳng lưng. Hãy hít thở, ok. Hãy hít thở nhanh một chút để khởi động cơ thể. Và các bạn hãy để mọi thứ sang một bên, chỉ tập trung hít thở. Tập trung vào lớp học này và bạn sẽ đạt được những điều bổ ích không ngờ. Chúng ta bắt đầu nào. Ngồi thẳng lưng, quay qua bên phải, hít vào và sau đó thở ra. Tốt lắm, tiếp tục trở về, hít vào và thở ra. Quay qua trái, hít vào và thở ra. Trở về giữa, hít vào và thở ra. Qua phải, hít vào và thở ra. Về giữa, hít vào và thở ra. Qua trái, hít vào và thở ra. Nhắm mắt lại đi bạn. Về giữa, hít vào và thở ra. Qua phải, hít vào và thở ra. Về giữa, hít vào và thở ra. Qua trái, hít vào và thở ra. Về giữa, hít vào, thở ra. Qua phải, hít vào, thở ra. Về giữa, hít vào, thở ra. Qua trái, hít vào, thở ra. Về giữa, hít vào, thở ra. Lần cuối cùng. Qua phải, hít vào, thở ra. Về giữa, hít vào, thở ra. Qua trái, hít vào, thở ra. Tốt lắm. Bây giờ từ từ mở mắt ra. Các bạn thấy đó, chúng ta vận động cho các cơ ở cổ, đồng thời luyện tập phép thở. Tốt. Nào, bây giờ hãy đưa tay gần sát tới vai, tay phải sát vai phải bằng cách nghiêng đầu qua phải như thế này, nhằm giải tỏa sự căng thẳng ở cổ. Tốt lắm, giữ yên tư thế. Các bạn có thể nhắm mắt lại nhưng không được nâng vai lên nhé. Cứ giữ nguyên như thế, kéo giãn cổ rất hiệu quả. Hít thở đều đi nào. Tốt lắm. Và tôi muốn các bạn cảm nhận được sự kéo căng ở cơ cổ. Tốt lắm. Bây giờ đưa đầu về giữa, sau đó nghiêng đầu qua phải. Giữ yên tư thế và hít thở. Bạn có thể cảm nhận bên nào căng cứng hơn. Hãy giữ yên tư thế và hít thở. Làm tốt lắm. Bây giờ đưa đầu về giữa. Tiếp theo, bạn kéo hai vai lên gần tai như thế này. Sau đó thả lỏng ra. Làm lại nào, hít vào. Nâng vai lên nữa nào. Và thả ra. Tốt lắm, tiếp tục hít vào, nâng cao lên nữa. Thả ra, còn hai lượt nữa, hít vào, nâng cao lên. Thả ra, lần cuối cùng hít vào. Tôi muốn các bạn giữ nguyên tư thế. Các bạn thấy trông họ có đáng yêu không kìa? Tôi chắc một điều là các bạn cũng thế. Giữ yên và thả ra. Nào, bây giờ hãy đặt hai tay lên đầu như thế này. Ngồi thẳng lưng lên. Bạn đưa hai tay lên cao. Lòng bàn tay hướng lên trần như thế này. Kéo thẳng tay lên, tốt lắm. Hãy làm như thế thêm vài lần nữa nào. Tiếp theo hạ tay xuống. Chúng ta đang luyện tập cho tay. Tiếp tục đưa tay lên cao. Cơ hai đầu áp sát tay. Và không đổ người về trước như thế này. Không tốt đâu bạn. Tôi muốn các bạn ngồi và giữ lưng thật thẳng, tốt lắm. Bây giờ hạ xuống, tiếp tục nâng lên, hít vào. Đẩy lòng bàn tay lên cao. Hãy tưởng tượng bạn đẩy lòng bàn tay chạm trần nhà. Được không nào? Bây giờ hạ xuống, thở ra. Tốt. Nào hít vào. Thêm hai lượt nữa nha. Kéo thẳng tay ra nào. Ra thêm chút nữa. Thêm nữa đi bạn. Và hạ xuống. Lần cuối cùng hít vào. Tôi muốn các bạn giữ yên tư thế. Duỗi thẳng tay ra nào. Lên cao nữa. Tôi vẫn thấy còn một vài biểu tay cong lại. Kéo thẳng ra nào. Ok. Duỗi thẳng tay lên cao hơn nữa. Và giữ nguyên tư thế trong khoảng 5 giây. 4, 3, 2 và trở về. Các bạn cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ hai vai. Động tác tiếp theo cũng tương tự. Hai tay đặt trên đầu như thế này và kéo tay thẳng lên trên. Tiếp đến, hơi nghiêng người qua phải một chút. Không cần đi quá xa, chỉ một chút thôi. Ok, bây giờ trở về giữa. Tiếp đến, nghiêng qua trái. Vai trái mở rộng ra.
và trở về giữa. Tiếp tục qua phải nào. Tốt lắm. Và trở về giữa. Tiếp đến nghiêng qua trái. Và trở về giữa. Lần cuối cùng nào. Nào, qua phải. Về giữa. Qua trái. Về giữa. Tốt lắm. Và trở về tư thế ban đầu và hít thở. Các bạn làm tốt lắm. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện thế nửa hoa sen và gặp người về trước. Nào, dùng hai bàn tay nắm lấy bàn chân phải đặt lên đùi trái. Gót chân áp sát bụng. Nếu bạn nào chỉ kéo chân lên ở mức này thôi cũng không sao cả. Tiếp đến đưa hai tay ra trước như thế này. Và từ từ cúi người xuống. Đầu nằm trên hai bàn tay. Và hít thở. Hoặc bạn có thể cúi người đến mức bạn có thể. Thường xuyên luyện tập, dần dần tự nhiên bạn sẽ có thể cúi người xuống ở mức cao nhất như thế này. Lưu ý là không nhấc mông lên. Mông phải cố định trên mặt sàn hoặc trên khăn, chăn hoặc gối mà bạn đang ngồi. Bây giờ giữ yên tư thế và chúng ta có hai nhịp thở. Nhịp cuối cùng. Tốt lắm. Bây giờ từ từ ngồi dậy và đưa hai tay về. Bây giờ chúng ta sẽ gập đầu gối trái. Đôi khi chúng ta kéo gập đầu bên này mà lại quên với bên kia. Phải luôn cân bằng cả hai bên nhé bạn. Chúng ta đổi chân nào. Chân trái đặt trên đùi phải như thế này. Được chưa nào? À, anh vẫn chưa ổn định tư thế nha. Nhanh nào dễ thôi. Cứ kéo chân ở mức bạn có thể. Nào, bây giờ từ từ cúi người xuống. Đầu nằm trên tay. Giữ yên tư thế. Thả lỏng hai vai. Tôi muốn các bạn hít thở ba nhịp. Hít vào. Còn hai nhịp nữa. Tốt lắm, từ từ ngồi dậy và đưa hai tay về. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta xoay người qua hướng này. Ngồi duỗi thẳng hai chân ra trước và thực hiện tư thế Bunamana. Các bạn đã quen với tư thế này trong các buổi học trước rồi đúng không nào? Ok, tư thế này rất tốt cho cột sống của chúng ta. Đặt hai tay lên đầu gối. Xoay người sang phải. Chống hai tay xuống sàn. Đầu chạm sàn, tốt lắm. Trở về. Hai tay đặt trên đầu gối. Xoay người sang trái. Đầu chạm sàn nhà. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Từ từ cúi người xuống. Hít vào. Thở ra. Một số bạn chỉ có thể cúi người ở mức này thôi, nhưng bạn cố gắng kéo giãn người ra. Nào, thở ra đồng thời trở về giữa. Sang phải. Thở ra. Tiếp tục hít vào. Lượt cuối cùng nào. Thở ra. Tốt lắm. Hít vào. Và thở ra. Tốt lắm. Hít vào. Và trở về giữa. Bây giờ thả lỏng tay ra sau. Đầu ngửa ra sau. Thư giãn với hai nhịp thở. Một. Hai. Tốt. Bây giờ ngẩng đầu lên. Và trở về. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập cho khớp gối. Gập đầu gối phải ở mức sao cho lòng bàn chân phải tiếp xúc sàn nhà. Đặt hai tay vòng từ bên dưới đầu gối như thế này. Giữ như thế và nâng chân lên. Sau đó kéo thẳng chân hướng lên như thế này. Đồng thời, bạn cũng dùng hai tay để hơi nghiêng người về sau. Sau đó hạ xuống. Tốt lắm. Tiếp tục nào, nâng lên. Hạ xuống. Nâng lên. Nếu bạn chỉ nâng được lên ở mức này thôi cũng không sao cả. Luyện tập thường xuyên và bạn sẽ đạt được mức tối đa thôi. Và hạ xuống. Ok, nâng lên. Chúng ta đang kéo giãn cho cơ kheo. Nếu cơ kheo của bạn có vấn đề thì kéo theo lưng của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Chắc chắn sẽ như thế vì các cơ của chúng ta kết nối với nhau.
Một trong những nguyên nhân chính gây đau lưng xuất phát từ việc cơ kheo quá căng cứng. Tốt lắm, lượt cuối cùng nào. Tôi muốn các bạn giữ yên tư thế và hít thở. Một số bạn chân cứ rung rinh như thế này. Không sao cả, cứ để nó tự nhiên nhảy múa một chút. Cứ giữ yên tư thế thêm 2 giây nữa. Bây giờ gập đầu gối lại và giữ nó ở đây. Chúng ta sẽ xoay theo một vòng tròn. Nào bắt đầu, nâng chân lên, xoay ra ngoài. Vòng xoay rộng ra nhé bạn. 2. Xoay ra ngoài. Tốt lắm. 3. Xoay ra ngoài. 4. Xoay ra ngoài. Vòng xoay rộng ra nữa nào. Làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta đổi hướng xoay từ ngoài vào trong. Ra ngoài, vào trong. Ra ngoài. Vòng xoay rộng ra nữa nào. Và vào trong. Tốt. Ra ngoài. Vào trong. Tốt. Thêm 2 vòng nữa. Tốt lắm. Bạn ổn chứ? Và vòng cuối cùng. Ra ngoài. Vào trong. Tốt lắm. Và trở về. Thả lỏng đầu ra sau. Hai tay chống ra sau. Và hít thở 2 nhịp. 1. 2. Tốt. Nào, đưa đầu trở về. Bây giờ chúng ta đổi sang chân trái. Hai tay ôm đầu gối từ phía dưới như thế này. Và nâng chân lên khỏi mặt đất. Ngồi thẳng lưng. Nâng lên. Hạ xuống. 2. Tốt lắm. Quá dễ phải không bạn? Tôi chắc chắn là quá dễ đối với các bạn. Động tác này rất tốt. Có tác dụng giúp các khớp mềm dẻo và linh hoạt hơn. Càng về già thì các khớp cũng dần trở nên yếu đi và khô cứng. Vì vậy tôi muốn chúng ta luyện tập để giữ gìn các khớp. Nhiều người thường gặp phải nhiều chứng bệnh hoặc các vấn đề về sức khỏe là do không luyện tập cho cơ thể hoặc do luyện tập không đúng cách. 3, 2. Nào, bây giờ chúng ta xoay chân theo chiều ngược kim đồng hồ. Từ trong xoay sang phải, về trước. Tốt lắm. Ra từ bên trong, ra ngoài, chậm chậm thôi. Chúng ta còn 3 vòng nữa. Rất tốt. 2. Xoay rộng ra nữa nào. Và 1. Làm tốt lắm. Tiếp theo chúng ta đổi chiều xoay. Xoay từ bên ngoài vào trong. Tiếp tục từ bên ngoài vào trong. Tôi muốn các bạn tiếp tục thực hiện động tác này vì nó rất tốt cho khớp chân, đầu gối. Tôi sẽ quay trở lại. Các bạn vẫn miệt mài tập sao? Wow, wow, các bạn dừng lại nào. Chúng ta phải tập động tác cân bằng cho cả hai chân. Không nên tập chân bên kia ít, còn chân bên này thì lại tập quá nhiều. Sau khi tập xong mà nhìn tướng bạn đi thì buồn cười lắm đó. Được rồi, chúng ta dừng động tác này ở đây thôi. Nào, bây giờ duỗi hai chân ra. Tiếp theo sẽ là động tác kéo giãn cột sống. Dắt chân phải qua đầu gối trái như thế này. Nếu bạn cảm thấy khó quá thì có thể làm theo cách đơn giản hơn là gập đầu gối lại và đặt ở đây thôi, không cần phải cố gắng quá sức. Được chưa nào? Tiếp theo, tay trái ôm đầu gối trái như thế này và phải cảm nhận được có sự kéo căng lúc này, không nhấc mông lên. Xoay người về sau. Xoay ra sau thêm nữa nào. Giữ thẳng lưng. Tốt lắm. Và bây giờ điều cần làm là hãy theo dõi hơi thở của bạn. Hãy thả lỏng. Tốt lắm. Cứ giữ yên tư thế nha. Tôi muốn bạn xoay vai về sau hơn nữa. Được rồi, các bạn có thể đi tiếp động tác bằng cách đưa tay trái lên và khóa đầu gối phải như thế này. Hãy dùng sức ở khuỷu tay và đẩy đầu gối. Lưu ý là bạn không được nhấc mông lên. Giữ cố định mông với sàn nhà. Rồi mở rộng hai vai. Không được khung vai lại như thế này. Phải mở rộng vai ra. Ok, thêm một nhịp thở thật sâu và chậm. Lúc này việc kéo căng như thế này sẽ rất tốt cho tụy tạng, tạo ra năng lượng ở đây và tinh lọc bớt các khí cặn ra ngoài. Đồng thời xoa bóp cho phần bụng. Tốt lắm. Bây giờ quay đầu về trước và trở về tư thế. Bây giờ chúng ta đổi sang chân trái. Chân trái dắt qua đầu gối phải như thế này. Tay phải ôm lấy đầu gối trái. Tay phải nhé bạn. Đúng rồi. Nào, ôm chặt nhé bạn. Và quay người về sau càng nhiều càng tốt.
mở rộng vai ra. Làm tốt lắm. Giữ cho vai thật thẳng. Làm tốt lắm. Bạn có thể tiếp tục đi tiếp động tác bằng cách đưa tay phải vòng qua đầu gối trái như thế này. Dùng tay đẩy vào đầu gối, đồng thời mở rộng hai vai ra. Hãy cảm nhận được ở đây đang kéo căng ra và đang được xoa bóp. Tôi muốn các bạn kéo căng nhiều hơn nữa. Rất tốt cho cổ, hông, cho lưng. Mở rộng vai ra nào. Chúng ta có hai nhịp thở. Tốt lắm. Và chúng ta còn hai nhịp thở. Và chúng ta còn hai nhịp thở. Tôi nói đùa thôi. Nhìn về phía trước đi bạn. Và trở về tư thế. Tốt lắm. Hãy thư giãn một chút. Ngửa đầu ra sau. Khi chúng ta đang thư giãn như thế này là lúc năng lượng đang chuyển động bên trong cơ thể. Trước đó chúng ta đã khóa, ngăn chặn. Còn bây giờ chúng ta thả lỏng và rất nhiều năng lượng mới được tái tạo cho cơ thể. Nào, chúng ta chuyển sang động tác nửa hoa sen. Đặt bàn chân phải lên trên đầu gối trái như thế này. Những bạn nào không làm được như thế thì có thể làm giống như cô ấy. Những bạn có vấn đề về gối thì không nên tập động tác này, đặc biệt là khi bạn đang bị đau đầu gối. Tiếp theo, tôi muốn các bạn kéo chân phải vào trong đến mức bạn có thể. Sau đó, bạn phải giữ đầu gối nằm xuống như thế này. Nào, kéo thẳng cột sống lên. Nào bây giờ, vươn người về trước. Tay chạm bàn chân như thế này. Sau đó thả lỏng hai tay xuống. Đầu nằm tựa trên chân và hít thở. Các bạn thấy không, khi ở tư thế này, gót chân sẽ ấn vào phía xương chậu ở ngay đây. Tức là chúng ta đang khơi dậy nguồn năng lượng khu vực này. Một mặt động tác này sẽ giúp kéo giãn cơ thể. Mặt khác, nó còn tạo ra năng lượng ở một vùng, một phần cụ thể. Hiện tại chúng ta đang khơi dậy nguồn năng lượng ở phần bụng dưới này. Hãy giữ yên tư thế ở đây và hít thở thật chậm và sâu vào. Nào giữ yên như vậy và kéo giãn xương sống ra. Hãy thư giãn. Ok, thả lỏng hai vai ra. Hãy thư giãn như thế và không kéo căng hai vai. Nếu tại đây bạn cảm thấy đau thì có thể đặt một cái gối dưới mông. Như thế sẽ thoải mái hơn khi cúi người xuống. Và nếu muốn nắm được ngón chân, tôi chỉ cho bạn một cách. Hãy gập đầu gối lại như thế này. Xong ngay thôi. Thấy không nào? Tôi sẽ làm cho yoga trở nên dễ dàng đối với các bạn. Và bạn sẽ rất yêu thích yoga. Hãy hít thở thêm một nhịp nữa nào. Tốt lắm. Bây giờ ngẩng đầu lên. Thả lỏng cơ thể ra. Hai chân duỗi xuống sàn. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi sang chân trái. Nào, từ từ nắm chân trái và đặt bàn chân trái lên trên đầu gối phải và kéo bàn chân vào sát xương chậu. Bạn thấy không? Gót chân chạm vào khung xương chậu. Vì vậy khi chúng ta cúi người về trước và kéo giãn thì gót chân sẽ xoa bóp cho vùng xương chậu ở đây. Nào sẵn sàng nào, thả lỏng đầu gối trái xuống sàn. Bây giờ cúi người về trước, kéo thẳng lưng ra nữa nào. Từ từ cúi đầu xuống, đầu nằm thoải mái trên chân. Chỉ thế thôi. Mọi sự căng thẳng sẽ được giải tỏa. Nếu không thể cúi người xuống đến mức tối đa cũng không sao cả. Cứ giữ tự nhiên như vậy. Thả lỏng và bạn sẽ từ từ hạ người xuống một cách tự nhiên, đồng thời tiếp tục hít thở. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc hít thở trong khi thực hiện các động tác là rất quan trọng. Do đó, các bạn hãy luyện tập cách thở thật sâu và chậm, không thở nhanh. Động tác này rất quan trọng nhằm kéo giãn cơ kheo. Tốt lắm. Thêm một nhịp thở nữa nào. Bây giờ từ từ ngẩng đầu lên và từ từ trở về. Các bạn hãy nhìn cô ấy kìa. Thật tươi tắn và thoải mái với động tác vừa rồi. Nếu bạn chưa đạt đến mức tối đa,
hãy tập ở mức bạn có thể. Tập theo cách đơn giản hơn, nhưng điều quan trọng là bạn hãy tập với tôi mỗi ngày. Và chắc chắn một điều là bạn sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Nào, bây giờ trở về tư thế ban đầu. Hãy thư giãn một chút. Ngồi ở tư thế này. Hít thở một nhịp. Tốt lắm, từ từ đưa đầu về. Tiếp theo sẽ là động tác gập người về trước. Hai chân duỗi thẳng, ngồi thẳng lưng. Chống hai tay xuống sàn như thế này. Kéo thẳng lưng ra. Bạn cũng có thể đặt một cái khăn dưới mông và ngồi thật ngay ngắn như thế, kéo thẳng lưng lên và chú ý mở rộng hai vai ra và căng lồng ngực. Tôi muốn các bạn giữ yên tư thế và hít thở cơ hoành. Hít vào. Thở ra. Tốt lắm. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tốt lắm. Bạn thế nào? Các bạn giữ yên tư thế và kéo thẳng lưng nha. Đừng khom người lại. Bây giờ tôi muốn các bạn đưa hai tay lên cao như thế này. Tốt lắm. Cơ hai đầu nằm sát tay. Hãy giữ nguyên tư thế và kéo thẳng lưng ra nữa trong 10 giây. Một số bạn cong lưng như thế này. Bạn phải kéo duỗi lưng thật thẳng ra. Đồng thời, kéo dài tay ra như thể bạn đang chạm tới trần nhà vậy. Lưu ý là phần cơ hai đầu áp sát vào tay nhé bạn. Tốt lắm, bây giờ giữ yên tư thế. Và chúng ta có hai nhịp thở. Cũng không dễ dàng phải không? Thế nào? Thời gian đầu thì hơi khó khăn khi giữ ở tư thế này. Nhưng động tác này giúp tạo ra năng lượng ở phần xương vai. Bây giờ thả hai tay xuống và trở về. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác gập người về trước. Động tác này có tên là Paschimottanasana. Theo tiếng Phạn có nghĩa là gập người về trước. Nhiều người cho rằng yoga chỉ là những động tác kéo giãn. Đầu tiên là tái tạo năng lượng. Sau đó là có tác dụng xoa bóp, kéo giãn và tạo sự thăng bằng. Vì vậy, tôi muốn các bạn nên nghĩ đến nhiều tác dụng, chứ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa là yoga giúp kéo giãn thôi không. Nào, bây giờ ngồi thẳng lưng, kéo dài cột sống ra, tay nắm lấy bắp chân hoặc là đầu gối tùy bạn. Tôi muốn các bạn giữ thẳng lưng và từ từ cúi người về trước. Ok. Đừng khom lưng lại nhé bạn. Nếu bạn có thể đi xa hơn nữa thì hai tay nắm lấy bàn chân như thế này. Nếu bạn không đi đến mức tối đa, hãy cong chân lại và làm giống cô ấy. Rất thoải mái. Bạn ở mức nào bạn có thể. Hãy cho bạn thời gian để luyện tập. Đặc biệt là bạn không luyện tập quá mức mà phải luyện tập đúng cách. Nào, nghiêng về trước hơn nữa. Thêm một chút nữa. Hãy nhìn vào ngón chân cái đi bạn. Ok, không phải chỉ là ngắm ngón chân xem nó có sạch sẽ hay không đâu nha. Tôi muốn các bạn rướn người về trước hơn nữa, nhận thấy bụng đang được xoa bóp. Khi vươn người đến mức tối đa có thể, bạn hãy thả lỏng hai tay xuống như thế này. Ai không làm được theo tôi thì hãy theo cách của cô ấy. Cô ấy thật thoải mái theo cách riêng của mình, các bạn cũng vậy. Điều quan trọng là phải thật thoải mái, thư giãn với động tác bạn đang thực hiện. Nào, bây giờ từ đây bạn thả lỏng và hạ đầu xuống chân. Thả lỏng hai vai, giữ yên tư thế và hít thở thật sâu, thật chậm. Giữ yên tư thế và hít thở thật sâu, thật chậm để bụng được massage. Nó có tác dụng rất tốt cho bộ phận sinh dục và kéo giãn gân kheo.
và kéo giãn cơ thể. Các bạn cố gắng cúi người xuống nữa nào. Và nên nhớ là giữ nguyên tư thế nha. Tôi sẽ trở lại ngay. Hello. Các bạn vẫn còn đang ở tư thế lúc nãy phải không? Các bạn làm tốt lắm. Càng ở nguyên tư thế này, cơ thể càng được kéo giãn và thậm chí bạn có thể ngủ thiếp đi khi đang ở tư thế này. Nào, bây giờ từ từ ngẩng đầu lên và trở về tư thế con bướm. Lòng bàn chân áp vào nhau. Ok, bạn có thể đặt thêm một cái khăn dưới mông. Tốt lắm. Và ngồi lên thật thoải mái. Những bạn bị chứng căng cứng ở lưng sẽ rất khó khăn khi cúi người xuống như thế này. Vì vậy, kê thêm một cái khăn là điều cần thiết. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách nắm giữ ngón chân cái. Dùng ngón trỏ và ngón giữa nắm lấy ngón chân cái như thế này. Trong yoga, kỹ thuật này đã có từ hàng ngàn năm trước. Khi nắm chân như thế này, là chúng ta đang xoa bóp cho phần dây thần kinh cuối cùng của não. Nào, các bạn nắm chặt vào nhé. Dùng khuỷu tay ấn xuống hai đầu gối như thế này. Hít thở thật sâu, nâng cằm lên rồi từ từ cúi người về trước. Từ từ thôi nhé. Ở nguyên tư thế và thư giãn. Hãy nhớ là từ từ thôi nhé. Đối với những bạn thực hiện đến mức tối đa như thế này, thì các bạn hãy tập trung hít thở, đồng thời kéo duỗi cột sống ra. Đây là thế rắn hổ mang. Ở Ấn Độ, người ta tập động tác này là để mở rộng phần khung xương chậu như một đóa sen nở và giúp tái tạo nhiều năng lượng ở đây. Ok. Tư thế này rất tốt cho cả nam và cả nữ. Nào, thêm một nhịp thở nữa. Và tôi muốn các bạn từ từ ngẩng đầu lên và trở về. Làm tốt lắm. Bây giờ, hãy ôm lấy đầu gối, ngồi thẳng lưng, kéo dài cột sống ra. Có được không bạn? Chúng ta luôn lưu ý là lưng phải thật thẳng nhé. Nào, bây giờ từ từ chuyển sang ngồi ở thế kim cương và chuyển sang thế con mèo như thế này. Ok, hai đầu gối tiếp xúc sàn, hai tay chống dưới sàn và cách nhau ra. Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ thực hiện bài tập cho cổ và khớp hông và làm săn chắc mông. Nào, bây giờ đưa đầu gối phải sang một bên, mắt nhìn về sau, tốt lắm, và hạ xuống. Tiếp theo, kéo duỗi chân phải ra sau, cầm đưa về phía trước và hạ xuống. Tiếp tục nào, sang phải. Tốt lắm. Bạn đang tác động và làm mạnh khớp hông. Bây giờ hạ chân xuống, ra sau, đưa cầm về trước. Thấy chưa? Và hạ xuống. Hãy hít thở. Chú ý chân phải hít vào, nâng chân lên cao nữa. Và mắt nhìn theo chân. Đúng rồi, hạ xuống. Duỗi chân ra sau, hít vào, đưa cầm về trước. Chúng ta đang tác động lên phần cổ và chân. Bây giờ hạ xuống, lượt cuối cùng nào, hít vào, mắt nhìn theo chân. Và hạ xuống. Nhìn thẳng nào, hít vào, duỗi chân ra sau. Tôi muốn các bạn giữ yên tư thế ở đây và hít thở. Giữ yên tư thế nha. Các bạn có biết tại sao trong yoga chúng ta lại phải giữ yên tư thế trong một khoảng thời gian như thế này? Động tác này giúp tăng cường độ rắn chắc của xương, làm xương và cơ mạnh hơn. Chúng ta còn 5 giây. 4, 3, 2 và chuyển sang ở tư thế đứa trẻ. Thư giãn trong vài phút. Hít thở 2 nhịp.
hãy cảm nhận sự kéo giãn ở đây, sự co bóp ở bụng. Phép thở này thực sự rất có hiệu quả. Nào, bây giờ chúng ta trở về ở tư thế ban đầu và đổi chân. Chân trái sang một bên, hít vào nhìn theo chân, hạ xuống, kéo chân ra sau, hít vào đưa cầm về trước. Tốt lắm, chúng ta còn 3 lượt nữa. Nào, sang trái, hít vào, tập trung vào chân phải và nâng lên cao, thấy chưa nào, và hạ xuống, duỗi ra sau. Tốt lắm, còn 2 lượt nữa. Hạ xuống, tiếp tục hít vào, sang trái, làm tốt lắm, và hạ xuống, duỗi ra sau, đưa cầm về trước, hạ xuống. Lượt cuối cùng nào, hít vào, sang trái, tốt lắm, ok, hạ xuống, tốt lắm, duỗi ra sau, hít vào, tốt. Bây giờ giữ yên trong 10 giây. Các bạn có biết không, động tác này sẽ giúp xương chậu khỏe hơn. Đồng thời khi bạn tập động tác này sẽ giúp cho mông của bạn được chắc hơn. Ok, 3, 2, 2 và hạ xuống và chuyển sang ở tư thế đứa trẻ. Thư giãn và hít thở 2 nhịp. Hít vào thật sâu và thở ra. Hít vào. Các bạn thấy đó, khi nào chúng ta thấy mệt mỏi thì hãy trở về tư thế này. Đặc biệt là sau khi bạn kết thúc tư thế tập vừa rồi. Nào, bây giờ từ từ ngồi dậy. Bây giờ, chúng ta sẽ xoa bóp cho phần lưng. Tốt lắm. Từ từ chuyển sang tư thế nằm trên sàn như thế này. Tốt lắm. Hai chân cách nhau như thế này. Hãy hít thở thật sâu, tập trung tâm trí vào hơi thở, giống như một đứa trẻ, hít thở tự nhiên, thành bụng phình lên và xẹp xuống. Nhưng khi chúng ta trưởng thành, chúng ta gần như quên cách hít thở tự nhiên như lúc còn bé. Nào, yoga giúp chúng ta lấy lại được cách thở đó. Tốt lắm, bây giờ từ từ mở mắt ra, tay ôm lấy đầu gối từ bên dưới như thế này. Đúng rồi, và bạn cuộn người dậy, ngồi dậy. Đúng rồi, tiếp tục nào, xoa bóp cho cột sống. Khi thực hiện động tác này, một số bạn có thể nghe tiếng kêu rắc rắc rắc. Đó là dấu hiệu tốt do không khí bị đẩy ra từ phần cột sống. Nào các bạn, cuộn người mạnh hơn nữa, lên đến phần vai luôn để cảm nhận được cột sống đang được xoa bóp. Các cơ hai bên lưng cũng sẽ được xoa bóp. Tốt lắm. Trước khi đi ngủ, bạn có thể thực hiện động tác này vài lần, rất tốt cho bạn đấy. Nào, bây giờ nằm xuống. Nào, nghe tôi nói, bây giờ hãy nằm xuống. Hai chân cách nhau. Tốt lắm. Bạn hãy thực hiện thành thạo tư thế này. Nằm thoải mái, hai chân cách nhau, thả lỏng vai. Và nhớ là phải hít thở. Tốt lắm. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện bài tập cho chân và hông của bạn. Ok, sẵn sàng chưa nào? Từ từ mở mắt ra, hai tay đặt dọc theo thân, lòng bàn tay tiếp xúc mặt sàn, hai chân áp sát vào nhau. Chúng ta bắt đầu với chân phải trước, gặp chân trái, lòng bàn chân tiếp xúc mặt sàn, sau đó gặp chân phải lại giống như bạn đạp xe, sau đó kéo duỗi thẳng lên phía trần nhà. Các bạn lưu ý, khi kéo duỗi chân thật thẳng, bạn có thể chỉ ở mức này thôi, nhưng tôi muốn các bạn tập kéo chân thật thẳng và hạ xuống. Tiếp tục nào, gập chân, lên và xuống, làm tốt lắm. Chúng ta còn 3 lượt nữa. Lên, tốt lắm, xuống, rất tốt. Gập chân, lên, xuống, quá đơn giản phải không bạn?
Các bạn có biết chúng ta đang làm gì không? Chúng ta tác động lên các khớp, bắp đùi và xương hông có tác dụng rất tốt. Thêm một lượt nữa nào, gập chân nâng lên và hạ xuống. Tiếp theo chúng ta đổi chiều, nâng chân lên, gập chân lại và hạ xuống. Đúng rồi, nâng lên và duỗi thẳng, gập chân và hạ xuống. Tốt lắm, còn 3 lượt nữa, kéo thẳng chân lên trần, gập chân và duỗi thẳng chân trên mặt sàn. Chúng ta hãy đi động tác chậm lại nào. Kéo thẳng chân lên, gập chân và từ từ duỗi chân trên sàn. Lượt cuối cùng nào, từ từ kéo duỗi chân lên, gập chân và từ từ duỗi chân trên mặt sàn. Tốt lắm. Bây giờ thì hãy thư giãn và tập trung hít thở đi. Khi hít vào, bụng phình lên. Và khi bạn thở ra thì bụng của bạn sẽ xẹp xuống. Tốt lắm. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện động tác với chân trái. Các bạn gập đầu gối phải lại nào. Hãy thực hiện động tác chậm thôi. Nào, hít vào, đồng thời nâng chân trái lên. Gập chân trái rồi kéo thẳng chân trái lên trần nhà và từ từ hạ xuống. Tiếp tục nào, gập chân, kéo thẳng và từ từ hạ xuống. Tốt lắm, hãy hít thở đều. Lên và từ từ hạ xuống. Còn 2 lượt nữa, gập chân, kéo thẳng và từ từ hạ xuống. Gập chân, kéo thẳng. Nếu bạn chỉ kéo thẳng ở mức này thôi thì cũng không sao cả. Tốt lắm. Tiếp theo chúng ta đổi chiều, nâng chân lên, duỗi thẳng, gập gối và hạ xuống. Từ từ nâng lên và duỗi thẳng, gập gối và hạ xuống. Làm tốt lắm. Kéo duỗi chân lên hướng trần nhà, gập gối và hạ xuống. Tôi muốn các bạn thực hiện động tác thật chậm để các bạn có thể cảm nhận được sự kéo giãn ở các cơ. Từ từ duỗi thẳng chân, gập gối và hạ xuống. Các bạn có cảm nhận được điều đó không? Chắc chắn rồi. Khi bạn làm động tác thật chậm thì sẽ cảm nhận được thôi. Lượt cuối cùng, từ từ duỗi thẳng, gập gối và từ từ hạ xuống. Các bạn làm tốt lắm. Bây giờ duỗi chân ra, hai chân cách nhau, hai tay đặt dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa lên trần nhà, nhắm mắt lại và hít thở. Tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi. Này, này, chào các bạn, thức dậy đi nào. Xin chào. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bài tập cho bụng. Nó rất quan trọng đấy. Chúng ta phải luyện tập cho bụng, nếu không một ngày nào đó nó sẽ phình to ra và không thể nào giữ được nó nữa. Chúng ta không cần phải tập hàng ngàn động tác, chỉ cần vài động tác thôi. Khoảng 2 hoặc 3 lần thôi là đã đủ để chúng ta kiểm soát được vòng bụng rồi. Như vậy yoga còn giúp làm mạnh hơn cho phần bụng. Nào, sẵn sàng nào. Đặt hai bàn tay dưới mông như thế này. Tốt lắm. Các bạn lưu ý là lúc này lưng nằm thật thoải mái trên mặt sàn. Ok, tôi sẽ đưa ra hai lựa chọn cho các bạn. Và các bạn có thể thực hiện theo cách nào phù hợp với mình. Nào, từ tư thế này, bạn nâng hai chân lên theo một góc 30 độ. Nếu bạn không thể nâng hai chân lên được thì hãy nâng một chân lên. Như thế cũng sẽ tác động đến phần bụng dưới và phần đùi. Tôi muốn bạn giữ yên ở đây. Bạn cảm thấy thế nào? Tốt chứ? Các bạn thấy đấy, cô ấy rất thoải mái và hào hứng. Nào, bây giờ hãy quan sát phần bụng nha. Chính xác là lúc này các bạn đang kéo co các cơ lại. Kéo các cơ đang giãn ra lại, làm chúng săn chắc hơn và mạnh hơn. Hạ chân xuống. Tốt lắm. Lần này chúng ta sẽ nâng chân lên một góc 60 độ. Các bạn sẽ làm được mà. Nào, từ từ nâng hai chân lên một góc 60 độ và giữ yên ở đó. Tốt lắm. Tốt lắm. Đổi chân đi bạn. Nếu không thì chỉ phần bụng bên này của bạn khỏe lên, còn phần bên kia thì không đó. Ok, giữ yên tư thế ở đây. Tập trung sức mạnh ở cơ bụng.
Thực chất là bây giờ các cơ đang kéo giữ chân của bạn, chứ không phải chân đang kéo giữ cơ. Chúng ta đang dùng cơ để nâng giữ chân. Giữ thêm 5 giây nữa. 5, 4, 3 và từ từ. Từ từ thôi, từ từ hạ chân xuống như thế này. Đừng thả bịch xuống sàn. Chúng ta làm thêm một lần nữa nào. Nào, chúng ta làm 2. Mà thôi, chỉ một lần thôi. Nào, từ từ, nâng hai chân lên. Một góc 30 độ. Đúng rồi, giữ yên ở đó. Nào, tốt lắm. Bây giờ chuyển sang góc 60 độ. Tốt lắm. Nào, bây giờ hạ chân, chuyển sang góc 30 độ. Tốt lắm. Này, bạn có thể thực hiện động tác với chân kia đi. Làm tốt lắm. Giữ tư thế trong 5 giây nữa. 4, 3, 2 và hạ xuống. Bạn thấy động tác này tốt không? Nào, chúng ta sẽ giải tỏa sự căng cứng ở lưng. Bây giờ, chúng ta sẽ duỗi hai tay ra, ôm chặt đầu gối như thế này. Hãy cảm nhận hơi thở chuyển động ở bụng. Ok, mỗi lần thực hiện động tác kéo căng lưng xong, các bạn nên thực hiện tiếp động tác này. Trước khi bạn đi ngủ cũng vậy, hãy tập động tác này. Hai tay ôm đầu gối và thư giãn trong vài phút sẽ giúp giải tỏa sự căng thẳng ở cột sống. Nào, hãy quan sát hơi thở ở bụng. Ok, hít vào thật sâu và nâng đầu về phía đầu gối. Giữ yên tư thế trong 10 giây nhé. Mọi sự căng cứng ở lưng sẽ biến mất ngay. Còn 5 giây nữa. 4, 3, 2 và hạ đầu xuống sàn. Sau đó duỗi chân xuống sàn. Tốt lắm. Bây giờ các bạn ngồi dậy đi và từ từ chuyển sang tư thế nằm nghiêng một bên và ngồi dậy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ sang thế ngồi kim cương. Tốt lắm. Ở tư thế ngồi này, chúng ta sẽ tập thế Gomukhasana. Nhưng chúng ta sẽ đi từ từ từng bước một, từ mức độ cơ bản nhất. Trước tiên, tôi muốn các bạn dắt chéo chân phải qua đầu gối trái như thế này. Chúng ta đã từng làm động tác này trước đây rồi, nên các bạn đã biết cách ngồi trên bàn chân trái như thế này. Tiếp theo, tay trái nắm lấy cổ chân phải và kéo chân phải ra sau càng nhiều càng tốt. Lưu ý điều chỉnh sao cho hai đầu gối thẳng hàng nhau. Đầu gối phải thẳng hàng. Ok, đây là động tác kéo giãn cực kỳ tốt, đồng thời gây sức ép cần thiết lên phần bụng dưới và làm mạnh phần xương chậu. Giữ yên tư thế trong 10 giây. 9. Ok, các bạn có thể tranh thủ thực hiện động tác này trong lúc xem TV hoặc trong lúc trò chuyện với con cái. Hãy ở tư thế ngồi này. Rất tốt đấy. Nó giúp kéo giãn đùi, giải tỏa sức căng ở đùi. Nào, bây giờ đưa chân phải trở về. Từ từ thôi. Chuyển sang ngồi trên chân phải. Thấy chưa nào? Dắt chân trái sang đầu gối phải và ngồi lên bàn chân phải giống như tôi đây. Thế ngồi này không chỉ là ngồi không, mà nó còn có tác dụng tốt lên vùng đáy chậu ngay ở đây, tạo ra một sức ép cần thiết lên vùng này và làm cho vùng này khỏe hơn. Bây giờ, các bạn sẽ lấy tay phải rồi nắm lấy cổ chân trái và các bạn sẽ kéo về sau. Lưu ý điều chỉnh cho hai đầu gối phải thẳng hàng và giữ yên tư thế. Tốt lắm. Ngồi thật thẳng lưng. Đây chỉ là bước khởi đầu trong động tác cơ bản của tư thế Gomukhasana. Go nghĩa là con bò. Mu là mặt. Nếu bạn để ý hai chân của tôi, nó trông giống như mặt con bò. Bàn chân này giống như tai con bò. Còn phần đầu gối này thì giống như mặt con bò. Ok, nào ngồi thật thẳng lưng và giữ yên trong 2 giây. Động tác này rất tốt.
Chỉ cần ngồi xuống thực hiện nó và các cơ sẽ được kéo căng và đôi chân bạn sẽ luôn khỏe mạnh. Nào, bây giờ hãy trở về tư thế ban đầu và chuyển sang tư thế nằm sấp như thế này. Ok, chúng ta sẽ thực hiện động tác giúp giải tỏa sự căng cứng ở cổ. Trước hết, các bạn chống cằm như thế này, nhắm mắt lại và hãy thư giãn. Tư thế này rất tốt cho những ai có vấn đề ở cổ, như là bạn bị đau cổ hay mỏi cổ. Nó rất tốt cho bạn. Vì vậy, hãy ở tư thế này và cảm nhận sự kéo giãn ở đây. Hãy nhắm mắt lại. Tốt lắm. Bây giờ, từ từ đặt đầu nằm trên hai tay như thế này và hít thở hai nhịp. Tốt lắm. Nào, bây giờ từ từ ngẩng đầu lên và chuyển sang tư thế chống khuỷu tay như thế này. Tôi muốn các bạn chuyển trọng tâm cơ thể lên tay trái, tay phải thì nắm lấy bàn chân phải và kéo gót chân phải áp sát vào mông. Tốt lắm. Mắt nhìn về trước và giữ yên tư thế trong khoảng 10 giây. Kéo giãn rất tốt cho cơ bốn đầu. 5, 4, 3, 2 và trở về tư thế ban đầu. Bây giờ đổi bên nào. Chuyển trọng tâm cơ thể sang tay phải. Tay trái kéo gót chân phải áp sát mông. Áp sát hơn nữa. Tốt lắm, có tác dụng rất tốt lên cơ bốn đầu. Các bạn có biết không, các cơ bắp chân sẽ căng cứng, nhức mỏi. Vì vậy chúng ta phải kéo giãn và luyện tập cho chúng, làm chúng mạnh hơn, dẻo dai hơn. Chúng ta còn 5 giây nữa. 4, 3, 2 và trở về tư thế ban đầu. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ tập tư thế cá sấu. Hai chân đặt cách nhau ra. Bạn thấy không? Hai gót chân đối nhau. Ôm phần bắp tay như thế này. Ok, hãy thả lỏng hai vai. Đừng gồng cứng quá. Bạn thả lỏng hai vai như thế này. Bụng nằm trên mặt sàn. Tôi muốn bạn cảm nhận được là bụng của bạn tiếp xúc mặt sàn. Ôm bắp tay nhưng không ôm chặt với bạn, chỉ nương nhẹ thôi. Bạn thấy không? Hãy thả lỏng tay và trán của bạn nằm trên tay. Tốt lắm. Bây giờ tôi hướng dẫn một chút về phương pháp thở ở đây. Tư thế này có tên là thế cá sấu. Các bạn biết con cá sấu chứ? Bạn đã nhìn thấy con cá sấu rồi chứ? Rồi, phải không? Tốt lắm. Khi các bạn nhìn con cá sấu, chúng ta thấy chúng bất động nhiều hơn là chuyển động. Chúng không chuyển động nhiều và mắt của chúng như thế này, mở to như thế, và chỉ rất hiếm khi chúng khép hờ như thế này. Ok, như vậy cá sấu sống chủ yếu nhờ vào cách hít thở của chúng. Ở ngay đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn làm như thế nào. Các bạn sẽ ở yên tư thế và tập cách hít thở này. Tư thế này, cách thở này cực kỳ tốt cho phụ nữ, giúp điều hòa kinh nguyệt và giúp giảm đau co thắt ở bụng, giảm chứng chuột rút. Trong thời kỳ kinh nguyệt, rất nhiều bạn nữ thường hay đau bụng dữ dội và còn bị stress. Cách thở này có thể giúp bạn giải tỏa hết tất cả những vấn đề đó và đồng thời giúp tăng cường sự lưu thông khí huyết. Tư thế này cũng rất tốt cho nam giới. Nào, bây giờ nằm ở tư thế này, các bạn có thể theo dõi được sự chuyển động của hơi thở ở bụng. Tôi muốn các bạn làm được điều đó. Nào, bây giờ trán nằm trên hai tay như thế này. Thư giãn trước đã. Nào, bây giờ hít vào.
các bạn nhận thấy thành bụng phình ra. Và khi thở ra, bụng sẽ xẹp xuống. Các bạn phải hít thở thật chậm và thật sâu. Hãy ở tư thế này và tiếp tục hít thở càng lâu càng tốt. Xin chào các bạn. Tập cùng tôi, bạn không những thay đổi được cơ thể, mà còn thay đổi được cả trí óc và tinh thần của bạn. Hãy tập cùng tôi. Xin chào.